Ngưu Ma Dương, ngươi tỉnh dậy đi, ngươi tỉnh dậy đi, Ngưu Ma Dương, tỉnh dậy đi. Lục Mũi, Lục Mũi, bây giờ hắn đã hoàn toàn bị cái đèn thần thôi đi. Mũi kêu hắn nói gì hắn đều nói cho mũi nghe. Nhưng mà mũi đừng do dự, mau trình thủ hỏi hắn đi, hắn sẽ nói rõ mọi sự thật. Nhưng mũi biết hỏi gì đây? Mũi cứ hỏi xem trong lòng của hắn có bí mật gì. Ngưu Ma Dương, Bạch Sa, tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô. Ngài qua nói với tôi đã, tôi có chuyện muốn hỏi ngài. Hắn nói hay mũi hỏi có khác biệt gì đâu? Nên để mũi hỏi thì tốt hơn. Mũi hỏi đi, hỏi nhanh đi. Ngài có thể cho tôi biết bí mật trong lòng ngài là gì hay không? Tôi có thể nói cho cô nghe, xưa nay trong lòng tôi không có giấu giếm bí mật gì. Tôi chẳng ghét những kẻ hay giấu mọi chuyện trong lòng. Đối với cô, tôi càng không có che giấu điều gì. Hắn nói trong lòng hắn không có bí mật gì cả. Mùi không nên hỏi hắn như vậy. Mùi hãy hỏi hắn nỗi đau khổ lớn nhất của hắn là gì. Vậy chuyện đau khổ nhất trong lòng ngài là gì? Trong cuộc đời của ngài có chuyện gì làm cho ngài luyến tiếc nhất? Chuyện mà tôi luyến tiếc nhất là mẹ của tôi. Tại vì đến giờ tôi mới biết bà ấy vẫn còn sống. Bao nhiêu năm qua tôi cứ tưởng rằng tôi không còn người thân, nhưng thật không ngờ mẹ tôi vẫn còn sống. Tôi nhớ bà ấy lắm, nhưng mà tôi không tìm được. Đây là chuyện mà tôi luyến tiếc nhất, suốt đời tôi không thể nào quên. Đây là bí mật trong lòng của ngài à? Không, vẫn còn. Tôi phải tìm được mẹ tôi, sau đó tìm cho bằng được tinh thần tiên phụ bạc cho hắn biết tay. Ê già, Ngọc Đế, sắc mặt của ngài tái lắm, có phải là ngài không được khỏe không? Mặt của ta tái lắm sao? Đâu có, đâu có. Chẳng lẽ Ngọc Đế bị hốt hoảng bởi lời nói của Ngưu Ma Dương sao? Không có chuyện đó, không có chuyện đó mà. Vậy tại sao ngài lại căng thẳng như vậy chứ? Căng thẳng? Ta có căng thẳng sao? Nhiên rồi. Nghe mùi, mùi hãy hỏi xem cha hắn là ai. Cha của ngài là ai? Tôi không biết. Tại sao ngài lại không biết? Thú thật là tôi không biết. Nếu tôi biết hắn là ai thì tôi đâu có chờ đến ngày hôm nay. Và tôi cũng không đến Nam Thiên Môn đi đại náo thiên cung. Không biết là tên thần tiên nào đã gây nghiệp đây, để lại mối tai họa cho đời. Ngọc Đế, hình như là ngài không thích nghe thần nói chuyện, có phải không? Nhưng đây là sự thật đó. Lý Tịnh, khen nói chuyện đừng thất đức như vậy có được không? Có ai chưa từng phạm sai lầm chứ? Tại sao khanh không thể buông tha người ta? Qua lời nói của ngài, tôi cảm thấy ngài biết chuyện này là do vị thần tiên nào gây ra. Nè, khanh đừng có ăn nói sằng bậy, chuyện này không liên quan gì tới ta. Tất nhiên rồi, bất cứ kẻ nào làm chuyện xấu cũng không bao giờ đứng ra nhận tội đâu. Khanh nói như vậy hình như khanh ấm chỉ ta là người gây ra bi kịch này phải không? Đó là ngày đó thôi, ta không có nói gì cả. Nhị ca, hắn nói hắn không biết gì cả, chúng ta đừng nói nữa. Không thể nào, lẽ ra hắn phải biết. Nếu như không hỏi được gì, tâm huyết mà chúng ta bỏ ra có khác gì phải uổng phí. Còn nữa, còn chuyện gì? Bắt đầu từ lúc cô đến Ngưu Đầu Sơn đòi ăn mì thịt bò, không biết tại sao tôi không tự kiềm chế được mình. Xưa nay chưa từng có ai tặng quà cho tôi. Những gì tôi thích, tôi có thể đi giật hay cướp của người ta. Cô là người tặng món quà đầu tiên cho tôi. Tôi thích đó lắm, lúc nào cũng mang theo trong mình. Món quà này tôi tặng cho ngài, để xem cái dòng này rất thích hợp khi đeo vào mỗi ngày.
Tại sao cô lại tặng cho tôi? Tại vì ngài là người tốt, ngài vừa giúp tôi vừa dẫn tôi đến gặp Ngô Ma Dương. Ngài là người bạn đầu tiên mà tôi quen tại Ngô Đồng Sơn. Còn nữa, xưa nay chưa từng có ai ngồi ăn chung với tôi. Lúc tôi ngồi ăn cơm, họ đều đứng kế bên để hầu hạ. Cô là người đầu tiên ngồi ăn chung với tôi, là người đầu tiên nấu nướng cho tôi ăn. Cô cho tôi biết bao nhiêu cái lần đầu tiên, cho tôi biết bao nhiêu điều vui vẻ, cho tôi biết bao nhiêu việc khó quên. Tôi nói thật, tôi thật lòng thương yêu cô. Tuyệt đối không thể như vậy được. Thần tiên và yêu không thể kết hợp được. Một tình yêu quái không được phép thương yêu thần tiên ở trên trời. Đúng là hoang đường, đúng là hoang đường mà. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện quá đáng ấy xảy ra. Thường nghĩ đã đến lúc Ngọc Đế phải lên tiếng rồi. Khinh bố ta nói gì vậy? Ngài phải nói tình Ngô Ma Dương ấy thật là to gan. Cốc tí mà đòi ăn thịt thiên gà, hắn ngang nhiên dám tán tỉnh thần tiên trên trời, dám tán tỉnh thiết phiến công chúa. Chuyện này đâu phải do ta sai khiến. Tại sao khanh cứ làm khó ta là sao? Phía sau còn nhiều người khác, khanh đi nói với họ đi. Ngọc Đế ơi Ngọc Đế, thần không hỏi ngài, mà là đang xin ý kiến của ngài đây. Nhưng mà cách ăn nói của khanh làm cho ta cảm thấy khó chịu quá. Xưa nay thần ăn nói đều như vậy, e rằng tâm trạng hôm nay của ngài có phần khác hơn. Có đúng vậy không? Khanh nói về ý là sao? Tâm trạng hôm nay của ta có gì khác hơn mọi ngày? Chuyện đó thần không thể biết được. Nói chung là chúng ta không cho phép những bi kịch như thần yêu lấy nhau xảy ra. Khanh nói vậy cứ y như là ta muốn nó xảy ra không bằng. Nếu như Ngọc Đế đã nói như vậy, vậy thì thần biết phải làm thế nào rồi. Khanh biết nên làm như thế nào? Ngọc Đế, ngài không cần phải căng thẳng như vậy. Tùy khanh, khanh muốn làm gì thì làm. Bẩm cáo Ngọc Đế, thú thật là đến nay thần vẫn chưa nghĩ ra được cách vẹn toàn. Con nghe thấy không? Con nghe thấy không? Con trầu háo sắc kia, tên súc sinh kia, hắn nói là hắn thương vợ tôi. Hắn thương vợ tôi kìa. Hắn đã làm nhục vợ tôi đó. Quỳnh nghĩ coi, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Hình như tỷ tỷ của tôi không có phản ứng gì cả. Tất nhiên là không có phản ứng rồi. Tại vì người mà cô ấy thương là tôi. Tại sao tôi không cảm nhận được điều đó? Con nít mà biết cái gì chứ? Tôi không biết, Quỳnh biết hả? Tất nhiên là biết rồi. Tại vì tôi là thiên hạ đệ nhất tình nhân, đệ nhất si tình lang. Thôi được rồi, đừng có khoe nữa. Chúng ta nghe thử xem họ nói cái gì. Tại sao cô lại nhìn tôi như vậy? Cô không tin tôi sao? Lúc nào ngài cũng nói là thương tôi, vậy mà ngài lại thương tôi bằng phương thức đó sao? Phương thức nào? Ngài thường lúc tôi uống say mà ức hiếp tôi, như vậy là thương tôi sao? Ức hiếp cô? Tôi có bao giờ ức hiếp cô đâu. Cô nói vậy ý là sao? Lần trước tôi mời ngài dùng cơm, sau đó chúng ta uống rượu, rốt cuộc tôi đã uống say, ngài thường nói đục thả cô. Tôi có làm gì cô đâu. Hôm đó đúng là tôi uống rượu và cô đã uống say. Lúc đó cô đã bảo tôi cho mượn phi quả lưu tinh, sau đó cô bay ra khỏi cửa sổ, bay đi bay lại cả đêm, cô đều bay trên trời, cô không biết cách để chậm hết. Sau đó không biết tại sao cô lại té từ trên trời xuống, tôi chạy tới để đỡ cô. Tôi đã bỗng cô về nhà, nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi để cho cô ngủ lại trong nhà tôi. Sau đó thế nào? Sau đó trời sáng, tôi phải đi lo công chuyện. Đến lúc tôi trở về, không thấy cô đâu hết. Lúc đó tôi cũng cảm thấy lạ, tôi muốn gặp cô để hỏi cho rõ. Thật vậy sao? Tất nhiên rồi. Cô xem tôi là hạng yêu quái gì? Vợ tôi không bị thiệt thôi. Vợ tôi không bị thiệt thôi. Ai là vợ của Quỳnh? Là lục tỷ của tôi. Phải, lục tỷ của cô. Nói chung thì cũng vậy thôi. Lục tỷ của cô tức là vợ tôi.
Không có bị thiệt thôi thì được rồi. Tôi cứ tưởng rằng tôi đã bị cắm sừng lên đầu. Trên đời làm gì có chuyện lợi như vậy. Cô vẫn không tin tôi nói sao? Không phải tôi không tin, chỉ vì ngài dám bảo đảm rằng ngài không làm gì tôi cả, phải không? Tất nhiên là tôi dám bảo đảm rồi. Tôi xin nói thẳng, tôi đã từng có lúc tôi nghĩ đến chuyện mà cô vừa nói, nhưng tôi không có làm gì cả. Thậm chí còn không dám nghĩ đến. Nhưng hôm nay đã lỡ nói ra, tôi sẽ tiết lộ cho cô biết những lời thất trọng của tôi. Không, ngài đừng nói gì cả. Có gì cô phải sợ? Không được đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vừa nằm mơ sao? Có phải tôi đã nói nhiều lắm không? Không có, ngài không nói gì cả. Không có nói gì cả. Lục Mùi, tại sao Mùi không để cho hắn nói tiếp? Ai đang ở đây? Ai đang ở đây? Xem ra đích thân ta phải ra tay thôi. Vị Lan Thần là ngươi à? Phải, là ta đây. Thế nào, ngươi bị thương nặng còn đòi chống lại ta sao? Ta cho ngươi hay, xưa nay ta không hiếp đáp người bị thương đâu. Ngươi đừng giỡn trò đó nữa. Thắp đèn lên đi. Mùi không thắp. Mùi nói chơi à? Tại sao mùi lại có thể tắt đèn trong lúc này? Mau lên, thắp sáng ngọn đèn cho ta. Mùi không cho huynh thắp đâu. Huynh ấy không thể nói tiếp được nữa. Mùi đừng có chọc ta nữa. Nếu hắn không nói ra sự thật thì làm sao ta có thể biết được bí mật ấy? Nhận lên, đưa cho ta. Mùi không đưa. Nếu mùi không đưa cho ta, mùi đừng trách ta. Mùi không đưa. Đưa cho ta. Không. Đưa cho ta. Ta không nể mặt đâu. Mùi có biết ta phải bỏ ra bao nhiêu công sức để khám phá bí mật này không? Ta không thể bỏ cuộc liệu chừng được. Nhưng mà huynh ấy đã nói rồi. Huynh ấy đã tiết lộ mọi bí mật. Huynh còn muốn làm gì nữa đây? Ta muốn hắn nói nhiều hơn nữa. Không được làm gì. Đưa cho ta. Không được. Mùi không đưa thì ta không nể mặt. Không được. Đưa đây. Không. Đừng. Đưa cho ta. Nhớ lên. Không nể mặt đâu. Đừng có cãi nhau nữa. Thôi được rồi. Đừng cãi nhau làm gì cho mất đoàn kết. Tất cả đều là bà con với nhau. Tiểu Phiên à, chúng ta không thắp đèn nữa. Vị Lan Thần, ngài cũng đừng ép buộc Thiếu Phiến nữa. Ngài muốn con trâu này phải nói rõ sự thật chứ gì. Lá bùa mà ngài đưa cho tôi vẫn còn đây nè. Đây. Đó đó. Nguy rồi, tôi lỡ tay rồi. Lúc bụi, bụi mau thắp đèn đi. Nếu Ngưu Mai Dương không nói rõ sự thật, làm sao ta biết được bí mật của Ngọc Hoàng Đại đấy? Làm sao biết được chuyện xấu của Ngọc Hoàng Đại đấy? Tại sao các khanh nhìn ta như vậy hả? Tại sao các khanh lại nhìn ta chứ? Đừng nghe Vị Lan Thần nói bậy, chuyện này chẳng liên quan gì tới ta. Được rồi. Ngọc Đế, ngài không cần phải giải thích nữa đâu. Tại sao ta phải giải thích chứ? Chuyện này không liên quan gì tới ta. Tại sao ta phải chịu tội giùm kẻ khác? Hả? Ngài phải chịu tội giùm ai? Để cho khanh này, khanh được buộc ta phải nói ra. Ngài cũng đừng dựng chuyện làm gì nữa. Tại sao ta phải dựng chuyện? Ta là hoàng đế trên trời kia mà. Ấy chà, ngài không nên quá xem trọng mình. Vì ngài là hoàng đế trên trời, cứ y như chúng thần không biết thân phận của ngài vậy. Thực ra trên trời hay dưới đất đều như nhau cả. Thiên tử phạm pháp xử như thú rừng. Không thể vì một mình ngài mà hủy mất quy định mấy chục ngàn năm của thiên đình. Lý Tịnh, ta cho khanh hay, khanh đừng có ăn nói xàm bậy với dân. Khanh từng là quá đáng mà. Đâu phải thường đưa tên quái vật đó từ yêu giới tới đây. Tại sao lại nói thật quá đáng? Khanh, ta còn nói với khanh nữa.
Tất nhiên là ngài không nói được rồi. E rằng ngài không còn gì để nói nữa. Ta không còn coi với Khanh nữa. Đi ta nghe xem họ còn gì để nói. Một xuất sinh. Nhị ca, huynh nói gì vậy? Nói gì à? Chẳng lẽ muội không biết ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để điều tra chuyện này hay sao? Hầu như ta đã lợi dụng hết tất cả thần tiên ở trên trời. Trước tiên là muội, ta lợi dụng muội tôn thần ta, mà kêu muội giáng trần để dụ dỗ Ngũ Hoa Vương. Để làm gì? Đáng được cười hơn là tình trường bất giới nguồn gốc ấy. Muội có biết là hắn muốn giành được muội hay không? Buông tôi ra. Hắn xem muội như là tiểu long nữ vậy. Ta gạt hắn rằng muội chính là tiểu long nữ. Hơn nữa ta còn hứa với hắn, ta sẽ đứng ra làm chủ hôn cho hai người. Muội xem hắn tưởng như là thật. Tôi chưa hề dám nghĩ bậy về cô đâu. Hắn đang ăn nói sằng bậy đó. Sau đó ta còn đưa cho hắn một lá bùa có tên là bùa có gì nói đó. Ta kêu hắn giáng trần để giúp muội một tay, như vậy sẽ bảo đảm hơn. Còn một kẻ ngốc hơn nữa chính là Lý Thiên Dương. Ta lợi dụng lòng phân biệt đối xử với yêu quái của hắn để góp sức cho ta trong việc lật đổ Ngọc Đế, lật tẩy chuyện xấu xa của tên lão dâm tặc đó. Nhưng mà muốn lật đổ Ngọc Đế cần phải có kẻ lót đường. Ta đâu có ngốc như họ. Nhị ca, muội không ngờ huynh là hạng người đó. Hạng người nào? Nhị lang thần này thông minh như vậy, ta không làm Ngọc Đế thì quá hoang uổng rồi. Hả? Hắn bọn hắn điên rồi sao? Đồ xúc sinh, thường ngày ta lo cho hắn đủ mọi chuyện, thật không ngờ hắn là tên lòng lang dạ sói. Đúng là đồ tiểu nhân hèn hạ. Ta rất thâm ghét hạng người này. Không ngờ tất cả mọi chuyện đều do ngươi dựng nên. Uổng thay cho lục tiền của ta. Mùi đừng nói nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dán lá bùa này lên mình của tôi? Vừa rồi tôi đã nói gì? Ngươi vừa nói ngươi là kẻ thối tha nhất ở trên đời. Không. Lá bùa này là bùa ăn nói sằng bậy. Những lời ta vừa nói không phải là sự thật. Các người đừng tin ta. Ta ăn nói sằng bậy. Các người đừng tin ta. Nhị Lang Thần, tại sao ngài lại tỏ ra nghiêm túc như vậy? Có phải ngài cho rằng ngài rất thông minh không? Đồ ngu ngốc, đồ khốn kiếp. Nói chung những lời tôi vừa nói đều không có thật. Ngô Ma Dương, tên má đầu kia, ta phải bắt ngươi về thiên đình, trả lại sự trong sạch cho ta. Ta phải thay Ngọc Đế trừ đi mối tai họa này. Quýnh không được bắt quýnh ấy. Quýnh làm gì vậy? Mùi đừng quên thân phận của mình. Mùi đến đây để bắt hắn đó. Mùi không cho phép quýnh làm như vậy. Bộ mùi đóng tuồng riết rồi đâm ra hồ đồ hay sao mà dám phản bội thiên đình? Thôi được vậy ca. Kẻ phản bội thiên đình có phải là Lục Tỷ mới là quýnh đó. Ta không muốn nghe các người nói bậy nữa. Tìm được cô Mao Dương, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nè, bắt quýnh đây. Đừng bắt quýnh đây. Đừng. Cô hãy cho tôi biết cô là ai. Cô cho tôi biết đi, thực ra cô là ai? Tôi là Thiết Phiến công chúa. Thiên đình phái tôi đến đây là để bắt ngài. Thiết Phiến công chúa lại là thần tiên. Tại sao cô lại gạt tôi? Tại sao cô lại gạt tôi? Cô gạt tôi vui lắm sao? Chẳng lẽ thần tiên đều như vậy hay sao? Tại sao thần tiên chỉ biết gạt người ta? Người ta chẳng biết làm gì cả. Thần tiên đều là khốn kiếp mà. Thần tiên đều là khốn kiếp. Con trâu háo sắc, người chỉ biết ức hiếp đàn bà thôi. Tiểu long nữ,
tỷ. Cô tỉnh dậy đi. Cô tỉnh dậy đi. Tôi là Trương Bắc Giới đây. Lục tỷ à. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Tôi là Trương Bắc Giới. Lục tỷ. Mau tỉnh dậy đi. À, tỉnh dậy đi. Tôi là Trương Bắc Giới đây. Không sao đâu. Lục tỷ à, tỉnh, tỉnh dậy đi. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Cô có bị thương không vậy? Không sao. Cũng may là sắc mặt hơi xấu thôi. Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ. Tôi là Trương Bắc Giới đây. Tỉ tỉ à. Ngài là Trương Bắc Giới à. Phải phải. Tôi là Trương Bắc Giới. Tiểu Long Nữ. Tỉ tỉ. Tiểu Long Nữ. Tỉ tỉ. Cô tỉnh dậy đi. Cô hãy tỉnh dậy đi. Tiểu Long Nữ. Ngọc Đế. Bất Giới, Tiết Phiếm bị sao vậy? Cô ấy không sao chứ? Sau khi con ấy bị Ngô Ma Dương đánh ngất thì không tỉnh dậy nữa. Tao cũng không biết phải làm sao nữa. Kêu đại phu khám giùm cô ấy. Kêu chúng thần tiên trên trời cứu chữa cho cô ấy được không? Cô ấy bị thương khá nặng, phải tìm thần y ngay. Tất nhiên rồi, nếu không cô ấy đã tỉnh dậy. Nhưng mà hôm nay thần y xin nghỉ rồi. Hả? Thần tiên cũng xin nghỉ phép hả? Nè, Bất Giới, khanh đừng nôn nóng. Thiết Tạo, cô đến nhà thần y xem, chắc hắn đã ở nhà đó. Bất Giới ca ca, đi theo tôi. Ngọc Đế, thần cho ngài hay, Nhị Lang thần, cháu của ngài đó, tên ba mắt ấy thật là quá hèn hạ. Ê nè, Bất Giới, ngài đừng có nhúng tay vào chuyện của Nhị Lang thần nữa. Tranh thủ đưa Thiết Phiến công chúa đi chữa trị mau. Nhìn lên đi. Thiết Dương, tên ba mắt Nhị Lang thần ấy thật là xấu xa đó. Bất Giới, canh đi bao lên đi. Được được, vậy thần xin phép. Đi. Lý Tịnh, lúc nào Nhị Lang thần mới về đến thiên đình đây? Hắn đã tiết lộ bí mật ở trong lòng của hắn. Ê rằng mãi mãi cũng không dám trở về. Nhưng hắn là thần tiên trên trời, hắn không về đây thì hắn đi đâu đây? Đã trốn biệt tâm biệt tích rồi. Trốn rồi. Uổng cho ta từng ngày đối xử với hắn tốt như vậy. Mà hắn ngang nhiên dám muốn lật đổ cái vua của ta. Hắn đúng là kẻ đầy tham vọng mà. Ngọc Đế, người ta nói đà trên nghiêng, đà dưới sẽ nghiêng theo. Lý Tịnh, cách nói về ý là sao? Không có gì. Không có gì cả. Ngài hãy mau phán xét đi, nên xử lý hắn như thế nào? Ta lập tức cho phát lệnh truy nã. Truy nã Nhị Lang thần. Không vấn đề gì. Truy nã Nhị Lang thần. Và đồng bộ của hắn không được bỏ sót tên nào. Không được bỏ sót tên nào. Tại sao cái lại nhìn ta? Có chuyện gì cứ nói mau lên đi. Đồng bọn của hắn không được bỏ sót tên nào. Ngài ám chỉ ai vậy? Những người đã từng bày mưu với hắn chuyện lật đổ gai vàng của ta đều xem như đồng bọn. Như vậy ngài ám chỉ thần rồi. Khanh từng bày mưu với hắn sao? Thần chưa từng bày mưu với hắn. Thần chỉ bị hắn lợi dụng mà thôi. Ta cũng biết Khanh cũng có phần. Ngọc Đế, nói chuyện phải có lương tâm. Thác tháp Lý Thiên Dương này một lòng trung thành với thiên đình. Nếu như Nhị Lang thần không phải là cháu của ngài, nếu thường ngày ngài không chiều chuộng hắn đủ điều, như vậy chúng thần đâu có bị hắn gạt chứ. Làm gì có ai tin hắn nói? Làm sao có ai tin hắn được? Lý Tịnh, tôi nghe Khanh nói như vậy, hình như Khanh đang ám chỉ ta cũng là đồng bọn của hắn. Ngọc Đế, ý của thần là nếu thật sự muốn bắt thì người đầu tiên cần phải bắt phải là Ngọc Đế mới đúng đó. Hay cho tên Lý Tịnh kia, Khanh giỏi lắm.
Thần không dám. Thần chỉ xử lý công bằng mà thôi. Thôi được. Tạm thời khách chỉ cần truy đã một mình vị lang thần hả? Nhưng mà không thể bỏ qua cho con chó của hắn được. Nè, viết cả tên của con Hạo Thiên Quyển lên bản truy đã luôn. Vị lang thần Hạo Thiên Quyển, lòng lang dạ sói mà. Di thần tuân chỉ. Di thần xin tiến hành truy nã họ. Kinh bắt tay vào việc nhanh lên đi. Cô ấy thế nào? Thế nào rồi? Ngài tránh ra đi, không mắc mớ gì đến ngài. Thần y à, lục tỷ của con. Thiên thể của Thiết Phiến công chúa tạm thời không sao, chỉ có điều ngài nói đi. Trong đầu của cô ấy không còn nhớ gì cả. Sao hả? Không còn nhớ gì cả. Không còn nhớ gì cả là sao? Không còn nhớ những chuyện ngày xưa nữa. Chuyện đó tất nhiên rồi. Cô ấy đang ngủ. Đang ngủ tất nhiên là không thể nhớ được gì rồi, đúng không? Ngài vừa nói trong đầu cô ấy không còn nhớ gì cả, ý là sao? Cô không hiểu. Nói chung là cô không hiểu gì hết đâu. Ngài sao vậy? Cô ấy là lục tỷ của tôi, tất nhiên tôi phải hiểu bình tĩnh của cô ấy được. Bây giờ tôi cũng không biết nên nói sao. Chờ đến khi cô ấy tỉnh lại, không chừng sẽ hiểu ra đó. Cho dù có sao đi nữa, nhưng mà còn sống là quý lắm rồi, có đúng không? Chưa dù có sao đi nữa, lúc cô tỉnh dậy, người đầu tiên mà cô nhìn thấy sẽ là tôi đây. Nè, con heo hôi hám kia, quýnh tránh ra đi. Tôi không tránh ra đâu. Nếu mà tôi tránh ra, Thiết Phiến tỉnh dậy đâu có gặp được tôi. Hả? Ai nói cô ấy tỉnh dậy nhất định phải nhìn thấy quýnh là người đầu tiên? Tất nhiên là phải nhìn thấy tôi đầu tiên rồi. Cô ấy là vợ tôi là chồng cô ấy. Chúng tôi phải chịu khổ biết bao nhiêu năm. Người đầu tiên cô ấy nhìn thấy không phải là tôi, vậy là ai? Quýnh nói bậy. Lục tỷ của tôi chưa làm đám cưới với ai cả. Cô còn nhỏ vậy, làm sao mà cô biết được? Đó là chuyện xảy ra hơn 100 năm về trước. Như vậy thì càng bậy hơn. Năm nay cô ấy mới được 18 tuổi thôi. Vậy đâu có gì lạ đâu. Trên trời một tuổi, dưới trần vài chục năm, đó là chuyện bình thường thôi. Quynh càng nói càng lôi thôi. Tôi không nói với Quynh nữa. Quynh đi đi. Đi. Cô làm cái gì vậy? Tôi không thể bỏ đi như vậy được đâu. Nếu tôi bỏ đi rồi, người đầu tiên vợ tôi nhìn thấy sẽ là ai? Gặp ai cũng được, nhưng không thể là Quynh được. Không gặp tôi thì gặp ai? Lẽ ra là anh họ của tôi, nhưng không ngờ hắn là hạng người đó. Bây giờ không phải là hắn thì cũng không phải là Quynh. Tại sao con nói chuyện ngang ngồ quá vậy? Tôi mà nói ngang sao? Quynh lôi thôi lắm. Đi nói với mà đi. Nhanh lên. Ngài còn ở đây à? Ngài quên rồi sao? Hôm nay là ngày chúng ta đến Du Sơn. Ta đang bực bội đây. Tâm trạng đâu mà nghĩ chuyện cả. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện lớn. Chuyện lớn? Là chuyện gì? Tôn Ngộ Không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn à? Không phải. Vậy là chuyện gì? Ngài nói ra để tiếp cùng chia sẻ với ngài. Thật không ngờ mấy trăm năm sau lại xảy ra một cuộc tình giữa thần và yêu. Ngài nói sao? Năm xưa ta phải vất vả lắm mới có thể ngăn cách một vị thần tiên và yêu tinh mãi mãi không thể gặp nhau. Thật không ngờ chuyện đó lại tái diễn ngay trong lúc này. Lần này là ai? Lần này chính là cháu gái yêu quý của nàng, Thiết Tảo. Con A Đầu ấy rất bướng bỉnh, không ngờ nó lại gây ra tai họa này.
Lần này không phải thiết tạo, là thiết phiến. Thiết phiến? Hắn thương tên yêu quái nào? Chính là Ngưu Ma Dương, đứa con trai của tên thần tiêu hồ đồ đó. Ngài nói sao? Như vậy là nguy rồi. Ngài định xử lý thế nào? Bây giờ ta không còn cách nào khác. Chẳng lẽ ngài định lấy hết trí nhớ của thiết phiến như năm xưa vậy sao? Nếu tình hình bất đắc dĩ, ta phải làm vậy thôi. Ngài khoan ra tay, thiếp cho rằng sẽ còn cách khác. Ngài có cách gì không? Chờ thiết phiến tỉnh dậy, sau đó tùy cơ ứng biến. Thôi được, đành phải làm vậy thôi. Lục Bụi đã nằm ngất một ngày một đêm rồi, tại sao vẫn chưa tỉnh dậy nữa? Cô ấy bị thương rất nặng. Ngưu Ma Dương đâu? Tôi đi tìm hắn. Ngữ tỷ à, cho dù tỷ tìm được Ngưu Ma Dương, chúng ta cũng đánh không có lại hắn. Quỳ nói đúng, kể cả anh họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đừng có nhắc đến anh họ nữa, nhắc đến thì bực mình. Tôi không ngờ như Lăng Thần lại là hạng người xấu xa như vậy đó. Làm ơn tránh ra, tránh ra, tránh ra. Làm ơn tránh ra đi mà. Tránh ra đi. Huynh làm sao vậy hả? Ở đây không có cần đến huynh, chúng tôi biết cách chăm sóc cho Lục tỷ mà. Tôi đã từng hứa với cô ấy rồi, sau khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy người mà cô ấy thương yêu. Nhưng người Lục tỷ thương yêu không phải là huynh. Thôi, được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Lục Muội cử động rồi. Lục tỷ à, tỷ tỉnh dậy rồi hả? Lục Muội, Muội thấy sao rồi? Tỷ không sao chứ? Lục Muội, Muội có sao không? Các người là ai? Lục tỷ à, là Muội nè. Tại sao các người lại nhìn chằm chằm vào tôi? Các người mau tránh ra đi. Trư Bát Giới, Trư Bát Giới. Ta đây nè, ta đây nè, ta đây nè. Tránh ra con. Ta đây nè. Chàng là Trư Bát Giới thật sao? Phải, ta là Trư Bát Giới đây. Nhưng họ là ai vậy? Hả? Nàng không quen họ sao? Thiếp không quen. Nàng nói thật chứ? Ủa, cô ở đây, nàng có quen người này không? Không quen. Con nghe thấy chưa, cô ấy không có quen. Không thể như vậy được. Lục tỷ à, Muội là thiết tảo nè. Bác Giới, thiếp nhất định phải quen người này hay sao? Nàng hỏi ta hả? Nàng vốn không cần phải quen cô ta đâu. Cô làm cái gì vậy? Quỳnh thật là quá đáng. Thật ra chuyện này là sao? Mất trí nhớ, nhất định là bị mất trí nhớ rồi. Hả? Vậy là nguy rồi. Có gì đâu mà nguy chứ. Chỉ cần nhớ một mình tôi là được rồi. Ta sẽ đối xử tốt với nàng. Nàng là tiểu long nữ của ta. Đây là sức mạnh của tình yêu. Nè, cô thật là đáng ghét đó. Chúng ta ra ngoài dạo chơi nghe. Không khí trong đây ngộp lắm. Trong đây quá nhiều kẻ lạ mặt. Chúng ta ra vườn qua dạo chơi. Nè, tại sao lại như vậy? Chúng tôi là tỉ muội mà. Bác Giới, tại sao họ lại ngang ngược như vậy? Phải đó, tại sao lại ngang ngược như vậy chứ? Tránh ra. Nè. Đâu còn gì là luật trời. Ngang nhưng để cho con heo hôi hám có cơ hội đột nhập. Tôi nhất định phải giúp Lục tỷ hồi phục trí nhớ để hắn không đạt được ý đồ. Ý già nói, thiếp là con gái của Đông Hải Long Dương, tức Đông Hải Tam Công Chúa. Phải đó, ta đã kể hết cho nàng nghe. Chắc bây giờ nàng đã biết rõ thân thế của mình rồi chứ? Tiểu Long Nữ, chúng ta quen nhau tại bờ biển Đông Hải, trải qua sinh ly tử biệt. Nhưng hôm nay chúng ta lại đến chốn này. Nàng còn nhớ chốn này không? Đây là chỗ mà ngày xưa chúng ta từng hứa hẹn với nhau đó.
Không nghĩ nữa, nhức đầu quá. Nhức đầu hả? Lúc xưa nàng đâu có chứng bệnh này đâu. Nhưng mà thiếp cũng không biết. Nói chung là nghĩ đến chuyện xưa thì thấy nhức đầu. Vậy thì đừng có suy nghĩ nữa. Nàng chỉ cần nghe ta nói thì được rồi hả? Tiểu Long Nữ, bây giờ nàng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu từ nay, nàng sẽ bước chân vào một cuộc sống thật hạnh phúc. Thật là hạnh phúc. Tiểu Long Nữ, từ nay về sau, ta phải chăm sóc nàng suốt cả đời đó. Như vậy chàng nói là sự thật à? Tất nhiên rồi, ta xin thề sẽ chăm sóc nàng suốt đời. Không phải đâu, ý thiệp nói thiệp thực sự là Tiểu Long Nữ, có phải không? Nàng tất nhiên là Tiểu Long Nữ của ta rồi. Nếu nàng không phải Tiểu Long Nữ vậy nàng là ai? Thiệp không biết. Cho nên nàng chính là Tiểu Long Nữ của ta. Con heo kia, huynh nhớ đấy nha, dám gạt lục tỷ của ta hả? Con heo hôi hám, đúng là đồ khốn kiếp mà. Đầu heo. Đừng có quấy rầy tôi nữa. Ai mà lì lợm quá vậy? Dương mẫu nương nương. Tại sao lại ở đây? Không có gì. Thiếp tiễn công chúa có khỏe không? Ta đang định đến phủ công chúa để thăm cô ấy, nhưng ta vừa nhìn thấy cô ấy đi chung với Trừ Bát Giới. Nhắc đến chuyện đó thì con thấy giận lắm. Chuyện gì? Sau khi lục tỷ tỉnh dậy, hoàn toàn không nhớ gì cả, ngoài con heo hôi hám kia. Con heo ấy còn gạt lục tỷ con. Hắn nói lục tỷ con là cô Tiểu Long Nữ gì đó. Rõ ràng là hắn thừa nước đục thả câu. Vậy mà lục tỷ con lại tin. Vì sao? Dương mẫu nương nương, người nhất định phải đứng ra chủ trì công bằng, đừng để lục tỷ của con bị gạt. Con yên tâm, ta sẽ đứng ra giải quyết chuyện này. Dương mẫu nương nương, mọi chuyện trông cậy vào người. Được, ta biết nên làm sao rồi. Con heo hôi hám, người chết chắc rồi. Ngươi xông vào, Ma Dương, ta không bắt ngươi về Thiên Đình làm sao nửa sạch nửa quan được? Ta phải mang đầu của ngươi về Thiên Đình để lấy lại danh dự. Cho dù hôm nay ngươi là Thiên Hoàng Lão Tử, khó thoát khỏi tay ta. Cứ dặn coi đi, cứ dặn coi đi. Ta một người phải cúi đầu. Ngũ Ma Dương, ngươi chết chắc rồi. Ngũ Ma Dương. Ngươi rồi đời rồi.